Tất cả đều hình dung đội tuyển Việt Nam sẽ nhận lại những gì từ Hàn Quốc, nhưng thất bại 0-6 vẫn khiến nhiều người choáng váng. Mặc dù vậy, chút tích cực tạo ra từ các cầu thủ trẻ có thể xoa dịu phần nào. Có thể thấy đội hình A của ông Philippe Chusier đã hình thành. Trong hệ thống 3-4-3, Hoàng Đức được sử dụng như một số 9 ảo, hoạt động rộng và có thiên hướng lùi xuống để tạo khoảng trống cho hai tiền đạo cánh thâm nhập. Gặp Hàn Quốc, vì Quang Hải vắng mặt nên Đình Bắc cùng Tuấn Hải là hai mũi nhọn chính, trong khi Hùng Dũng và Tuấn Anh tiếp tục là cặp tiền vệ trung tâm, còn Minh Trọng, Tiến Anh chấn giữ hai cánh. Mặc dù vậy, những ý tưởng của ông Chusier rất khó để triển khai trước một đối thủ tầm cỡ như Hàn Quốc, đơn giản vì chúng ta hiếm khi có bóng để chơi. Đội bóng của Jurgen Klinsmann gây áp lực không ngừng nghỉ. Với thể lực và sự cơ động, những bóng áo đỏ tràn ngập phần sân Việt Nam và đẩy các cầu thủ áo trắng vào sự bối rối. Để chống đỡ, chúng ta gần như chơi với sơ đồ 5-4-1 và lui về phòng ngự. Nhưng ngay cả như thế, các bàn thua vẫn cứ đến. Hàn Quốc vượt trội về mọi mặt, từ vóc dáng, thể chất đến đẳng cấp. Họ dễ dàng kiểm soát bóng và làm chủ cuộc chơi, liên tục tổ chức các đợt vây hãm với những miếng đánh đa dạng về phía khung thành Văn Lâm. 1-2 rồi 3-4 và 5-6 bàn thắng được ghi. Chúng ta chống đỡ một cách kiên cường nhưng không thể ngăn cản những đợt tấn công như sóng trào, các tình huống di chuyển không bóng khôn ngoan, đập nhà khéo léo và dứt điểm thì miễn chê. Tuy nhiên, dù thất bại nặng nề và đối mặt với đội bóng đẳng cấp thế giới, những nét tích cực vẫn được tạo ra. Trong hiệp 1, đội quân của ông Chusier có ít nhất hai tình huống có thể ghi bàn là các pha dứt điểm của Tiến Anh, phút 24, và Đình Bắc, phút 29. Các cầu thủ đã khai thác rất tốt khoảng trống và xử lý điềm tĩnh, tiếc rằng cú ra chân cuối cùng lại thiếu sự chính xác cần thiết. Điều này tiếp tục thể hiện ở nửa sau trận đấu, khi Việt Nam chơi với tinh thần không có gì để mất, đặc biệt trong khoảng thời gian mất người. Chiếc thẻ đỏ oan uổng của Bùi Hoàng Việt Anh, dù anh phá trúng bóng trước khi va chạm với Song Hyun Min, đã thổi bùng lên ý chí chiến đấu của các cầu thủ. Cộng thêm việc những cầu thủ trẻ đầy khát khao như Văn Khang, Văn Cường hay Thái Sơn vào sân, những tình huống phản công được tạo ra khá thường xuyên. Thế nhưng chỉ tinh thần thôi là chưa đủ, bàn thắng vẫn là cái gì đó nằm ngoài tầm với. Những nỗ lực trước đó khiến họ suy kiệt về thể lực và không thể thực hiện một cú sút như ý. Khoảnh khắc chúng ta tiến gần bàn thắng nhất là pha đá phạt dội khung gỗ phút 73 của Văn Khang. Và điều này cũng nhắc nhở tất cả về khoảng cách giữa Việt Nam với các đội bóng hàng đầu châu lục. Rất khó để lấp đầy trong ngày 1 ngày 2. Như vậy loạt giao hữu tháng 10 đã khép lại, song quá trình chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026 khởi tranh vào giữa tháng 11 vẫn phải tiếp tục. Ông Chusier sẽ có rất nhiều việc phải làm để hoàn thiện đội tuyển. Chúng ta không chỉ cần xây dựng phương án A mà cả B, C và thậm chí là D để có thể xoay sở trong mọi tình huống, mọi loại đối thủ nhằm phục vụ mục tiêu tiến xa.